Kính chào quý vị khán giả, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin nhanh chiều mùng 3 tháng 6 trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Mở đầu bản tin chiều nay sẽ là thông tin liên quan đến diễn biến mới nhất tử thi có chân bị tách rời được phát hiện ở thành phố Đà Lạt. Thưa quý vị, mới đây tối mùng 2 tháng 6, công an thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng đã công bố các đặc điểm nhận dạng của tử thi và lập tức phát đi thông tin tìm người thân của tử thi được phát hiện tại khu vực đường Hoa Hồng thuộc khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm. Theo đó, tử thi có khả năng là nữ giới, khoảng từ 20 đến 30 tuổi, cao từ 1m45 đến 1m55, tóc đen và dài 50cm, hàm trên có 12 răng bọc xứ màu trắng, hàm dưới có 12 răng bọc xứ màu trắng, răng số 7 hàm dưới bên phải không bọc xứ, răng hàm. Người này mặc một bộ đồ vải, loại đồ thường mặc ở nhà, đó là loại áo vải dài tay màu trắng, mặt trước và mặt sau in họa tiết trang trí màu đỏ, in chữ Beautiful màu đỏ, nhãn hiệu ở cổ áo có chữ Mona màu đen, nút cài thân áo và hai ống tay bằng nhựa. Nạn nhân mặc quần vải dài ống, lưng quần có thun, có túi quần hai bên hông, mặt trước và mặt sau in họa tiết trang trí màu đỏ, in chữ Beautiful màu đỏ. Người phụ nữ này đeo bông tai kim loại màu vàng, loại đeo sát tai, có năm cạnh hình viên kim cương, cách điệu. Mặt trước viên bông tai có đính 17 hạt màu trắng, mặt sau có gọng kim loại thẳng màu vàng để sò vào lỗ đeo. Công an thành phố Đà Lạt đề nghị những ai có thông tin liên quan đến tử thi với đặc điểm nêu trên liên hệ với đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Lạt, địa chỉ 53 Hùng Vương, phường 9, số điện thoại 02633 836 566 hoặc điều tra viên Trịnh Đình Hoàn, số điện thoại 0987 169 428 để phối hợp giải quyết. Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Thưa quý vị, ngày 3 tháng 6, lực lượng chức năng huyện Thanh Oai, Hà Nội đang điều tra làm rõ nguyên nhân bé trai 5 tuổi tử vong dưới Thủy Đình, xã Bình Minh. Thông tin ban đầu vào khoảng 17 giờ ngày 2 tháng 6, lực lượng chức năng nhận được tin báo về việc có một bé trai 5 tuổi không may bị ngã xuống hồ Thủy Đình. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an huyện Thanh Oai cùng các đơn vị liên quan và người dân đã huy động nhân lực lặn tìm kiếm cho bé. Đến chiều tối ngày 2 tháng 6, thi thể bé trai đã được tìm thấy và bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục làm rõ. Thưa quý vị, vừa qua ngày 3 tháng 6, Công an thành phố Thủ Đức cho biết đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của đơn vị đã kịp thời giải cứu thành công cô gái cùng cháu bé 2 tuổi bị mắc kẹt trong thang máy tầng 2 ở nhà dân trên địa bàn phường Bình Triều, thành phố Thủ Đức. Thông tin ban đầu trước đó vào khoảng 8 giờ 56 phút ngày 30 tháng 5, Công an thành phố Thủ Đức nhận tin báo có người mắc kẹt trong thang máy nhà dân ở đường Lê Thị Hoa, phường Bình Triều, thành phố Thủ Đức. Bên trong thang máy có một cô gái cùng cháu bé 2 tuổi. Nhận tin đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an thành phố Thủ Đức đã có mặt tại hiện trường để cứu người mắc kẹt. Qua nắm bắt thông tin, lực lượng chức năng xác định đó là chị NKM sinh năm 1996, ngụ tỉnh Bình Định và cháu NTN sinh năm 2022 đang đi thang máy thì bị mắc kẹt ở tầng 2 căn nhà. Tại hiện trường bước đầu, lực lượng chức năng đã chấn an người bị mắc kẹt, đồng viên các nạn nhân bình tĩnh, Đồng thời, đội đồ cũng tiến hành sử dụng máy banh cắt thủy lực tách giữa hai cánh cửa thang máy tạo khoảng trống đưa các nạn nhân ra ngoài. Ít phút sau, lực lượng chức năng đã tiếp cận được bên trong thang máy và giải cứu chị M và cháu bé 2 tuổi ra ngoài an toàn trong tình trạng sức khỏe ổn định. Bản tin được tiếp tục với thông tin về tình hình lừa đảo trên không gian mạng đáng chú ý. Thưa quý vị, mới đây ngày 2 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Cao Bằng cho biết vừa khởi tố 11 bị can liên quan đến nhóm đối tượng có hành vi lừa đảo trên không gian mạng với thủ đoạn giả danh sàn giao dịch thương mại điện tử Shopee tại hai tỉnh Cao Bằng và Thái Nguyên. Các bị can gồm Hoàng Thị Diễm sinh năm 1996, Hoàng Thị Hoa sinh năm 1989 đều trú tại thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, Nguyễn Thị Hải Mỹ sinh năm 1999 trú tại Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, Nguyễn Thị Ngọc sinh năm 1996, trú tại Đồng Quang, tỉnh Thái Nguyên. Triệu Thị Thu sinh năm 1997, trú tại Định Hóa, Thái Nguyên. Nguyễn Thị Hằng sinh năm 1979, Trần Thị Liên sinh năm 2002, Đinh Thị Ngọc Hảo sinh năm 2001, Trương Thu Nguyệt sinh năm 1998, Trần Huyền Trang sinh năm 1996, Đinh Thị Thu Hà sinh năm 2002, đều trú tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Quá trình điều tra, Cơ quan công an xác định 11 bị can nói trên có hành vi sử dụng trái phép thông tin của các cá nhân mà không được phép của chủ sở hữu và hành vi giúp sức cho Nguyễn Thị Tuyết Dân, sinh năm 1990, trú tại tổ 11 phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng, người đã bị bắt khởi tố từ ngày 20 tháng 5 năm 2024, thực hiện việc công khai hóa trái phép thông tin riêng hợp pháp của nhiều cá nhân trên mạng máy tính, thu lợi bất chính trên 50 triệu đồng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Cao Bằng tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Tiếp tục là thông tin về tình hình lừa đảo trên không gian mạng. Nạn nhân là cụ bà 71 tuổi ở Hà Nội. Sau khi nghe điện thoại của một người tự xưng là cán bộ công an, nói bà liên quan đến đường dây buôn bán ma túy, yêu cầu chuyển tiền xác minh. Do lo sợ, cụ bà đã chuyển cho công an giỏm hơn 1 tỷ đồng. Ngay sau khi nhận được đơn trình báo ngày 3 tháng 6, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Công an quận Hoàn Kiếm đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố xác minh điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đặc biệt nghiêm trọng này. Theo đó, ngày 24 tháng 5, Công an quận Hoàn Kiếm tiếp nhận thụ lý đơn tố giác của bà N, 71 tuổi, trú tại Hoàn Kiếm về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bà N cho biết, có nhận được điện thoại của một đối tượng tự xưng là cán bộ công an, đối tượng thông báo bà có liên quan đến đường dây buôn bán ma túy, rửa tiền, đồng thời yêu cầu bà cung cấp tài khoản ngân hàng để chứng minh không liên quan. Do lo sợ nên bà N đã chuyển 1,1 tỷ đồng vào tài khoản của các đối tượng để xác minh. Sau đó bà N biết mình bị lừa nên đã đến cơ quan công an trình báo. Trước đó, hồi đầu tháng 5, một cụ bà 77 tuổi trú tại Tây Hồ, Hà Nội cũng nhận được điện thoại của một người lạ tự xưng là cán bộ công an, nói bà đang nợ ngân hàng 63 tỷ đồng. Sau đó, công an dởm yêu cầu bà chuyển tiền vào tài khoản do người này cung cấp để xác minh. Do lo sợ cụ bà đã chuyển khoản 6 lần với tổng số tiền gần 18 tỷ đồng cho kẻ lừa đảo, công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cần cảnh giác, tuyên truyền đến người thân bạn bè về thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu. Để làm việc với người dân, cơ quan công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua công an địa phương, tuyệt đối không yêu cầu người dân cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng cũng như chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất. Chuyển sang thông tin về tình hình an ninh trật tự tại Khánh Hòa thưa quý vị mới đây trên mạng xã hội lan truyền một đoạn băng ghi lại cảnh một người đàn ông nga có biểu hiện tâm lý không ổn định đã chặn các xe ô tô lưu thông trên đường rồi nhảy lên đầu xe sau khi tiếp nhận thông tin chủ tịch ủy ban nhân dân phường phước long xác nhận địa phương đã phối hợp với công an thành phố nha trang công an tỉnh khánh hòa đưa một người đàn ông quốc tịch liên bang nga đến bệnh viện chuyên khoa tâm thần khánh hòa để kiểm tra tình trạng sức khỏe Trước đó vào chiều ngày 2 tháng 6, trên đường Nguyễn Tất Thành, đoạn qua địa bàn phường Phước Long, xuất hiện hình ảnh một người đàn ông ngoại quốc có biểu hiện tâm lý không ổn định. Người đàn ông la hét lớn, chặn các phương tiện ô tô di chuyển trên đường. Chưa dừng lại, người đàn ông này nhảy lên nắp cabo ô tô trước khi đấm vào kính chắn gió khiến nhiều người dân lo lắng. Nguy hiểm hơn, người đàn ông này còn nhảy qua một xe ô tô khác chạy trên đường. Nhiều người dân hiếu kỳ dừng lại theo dõi vụ việc khiến giao thông trên đường Nguyễn Tất Thành ùn tắc cục bộ. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo từ người dân, Ủy ban nhân dân phường, công an phường Phước Long đã phối hợp với lực lượng công an cấp trên đưa người đàn ông ngoại quốc này đến bệnh viện chuyên khoa tâm thần Khánh Hòa để kiểm tra sức khỏe. Ngoài ra, phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Khánh Hòa đang phối hợp với sở ngoại vụ kiểm tra thủ tục liên quan đến quản lý người nước ngoài trên địa bàn. Cuối bản tin là thông tin về quán cà phê ghép đôi đang gây xôn xao dư luận trong những ngày vừa qua tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 3 tháng 5, Công an quận 1 thành phố Hồ Chí Minh cho biết vẫn đang phối hợp với các đơn vị liên quan lập hồ sơ làm rõ các sai phạm xảy ra tại quán cà phê Mina Dating Cafe để xử lý theo quy định của pháp luật. Quán cà phê này hoạt động tại tầng 7 của tòa nhà nằm trên đường Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, quận 1 do bà HTAZ 21 tuổi, ngụ quận 12 làm chủ. Làm việc với cơ quan chức năng, bà Dê khai cách đây khoảng một tháng, bà thuê lại mặt bằng trên với giá 32 triệu đồng một tháng. Sau đó, bà Dê đầu tư khoảng 800 triệu đồng để sửa chữa kinh doanh dịch vụ, đồ ăn nước uống. Về quy mô, quán được thiết kế hai phòng lớn riêng biệt dành cho nam nữ và nhiều phòng nhỏ rộng khoảng 1,5m2 được che chắn bởi tấm rèm. Khi khách nam đọc được các thông tin cơ bản của các cô gái và muốn ghép đôi thì nhấn chuông được gắn trên tường để nhân viên bắt cầu trò chuyện. Nếu cô gái đồng ý, cả hai sẽ sang phòng nhỏ để tiếp tục nói chuyện, tìm hiểu nhau. Quán cà phê này có 4 gói dịch vụ chia theo thời gian, gồm 1 giờ, 3 giờ, 1 ngày, 3 ngày, với mức giá từ 180.000 đồng đến 1 triệu đồng, và thức uống được tính tiền riêng. Khách nữ đến quán được miễn phí gói dịch vụ và nước uống. Đối với gói dịch vụ 3 ngày, khách nam sẽ được ghép đôi trò chuyện 3 ngày không giới hạn với khách nữ và không phải đóng thêm tiền khi sử dụng dịch vụ 3 ngày liên tiếp. Cơ quan chức năng đang làm rõ mục đích kinh doanh các vấn đề pháp lý liên quan đến ngành nghề đăng ký kinh doanh, hợp đồng lao động và công tác phòng trái chữa trái của cơ sở này. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh chiều mùng 3 tháng 6 trên kênh youtube của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thái Bình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.